Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng là sản phẩm mình có thể đăng ký kênh. Đây, các bạn có thể lên YouTube các bạn nhé. Các bạn gõ là kênh này, tìm kênh là Triệu Phú TV này. TV này, đây sẽ ra Triệu Phú TV. Các bạn kích vào mục đăng ký kênh. Các bạn kích vào mục đăng ký kênh đấy nhá. Đấy. Và bật chuông thông báo ở góc bên này thì mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ ra rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên, các bạn kích vào trang chủ để của mình nhá. Các bạn kích vào bên video này. Đấy. Các bạn xem được video điện thoại cũ ra rẻ bên mình. Đấy. Rất nhiều điện thoại cũ ra rẻ bên mình này. Đấy, các bạn xem video nói chung là 2-3 ngày quay trở về thôi. Các bạn những ngày sau quá thì bên mình đã thanh lý hết rồi các bạn nhé. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ. Thì và sản phẩm đầu tiên thì mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung S4 Active. Này. Thì hôm nay nhà mình vừa mới về, con này là con máy các bạn dùng chống cháy thay con máy phụ cũng được nhé. Con này là Samsung S4 Active. Này, Samsung S4 Active. Đấy, Samsung S4 Active này. Này, S4 Active. Con này thì dùng rất ok. Con này của nó là phần mềm của nó là phiên bản của nó là RAM 2GB nhá. Bộ nhớ trong là 32GB. Con này của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Đấy, con này thì còn chạy chip là Snap 800 này. Đấy. Con này là chạy chip Snap Qualcomm Snap 800 này. Con này là RAM 2GB. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Con notebook S4 Active này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 700k nhé. Đấy, con S4 Active này bên mình đang thanh lý bạn với giá là 700k. Máy nói chung là ruột riết thì vỏ thì cũng có phải theo thời gian, nhưng mà ruột gan mề thì còn rất là đẹp này. Ruột gan mề thì còn rất là ok nhé. Con S4 Active này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 700k. Đấy, các bạn thay một con máy phụ nghe gọi hoặc là tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ đi học hoặc các em nhỏ xem phim rất ok nhé. Được cái là bộ nhớ là 32GB. Các bạn dùng thì không bao giờ bị lo bị đầy, 700.000 thôi. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S4 này, các bạn liên hệ mình sớm nhất. Số này mình dùng Zalo và các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán, giao lưu và trao đổi thoại cũ mới. Còn ở xa thì bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa bên mình rất hình thức. Các bạn nào mà đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển 100% tiền ấy thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa mua hàng bên mình ấy thì muốn nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo thì lại một con máy cỏ nữa. Đây, một con máy cỏ, con này là con Samsung, này là Samsung S7 ạ. S7 thì hôm nay nhà mình về con Samsung S7 màu hồng. Hình thức có còn độ 90%. Thì con này thì là mình sẽ tình trạng của nó ấy, thì là máy thì là màn hình đẹp, con này chỉ bị hơi bị nhăn nhăn tí thôi nhá. Con S7 màu hồng này thì là màn hình của nó chỉ hơi nhăn nhăn một tí thôi ạ. Con này là chỉ hơi nhăn nhăn một chút tí như này thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.600.000 nhé. Được cái màn hình là đẹp. Con S7 này thì là bản Hàn, một sim, cấu hình của nó là RAM 4GB, nó nhanh hơn đời mới bây giờ cực kỳ là nhiều các bạn nhé. Đây, RAM 4GB, nhưng mà RAM 4GB ngày xưa của S7 nó là siêu phẩm các bạn ạ. Đấy, đây. Con này là RAM 4GB của Oppo đây. Mình sẽ so sánh với RAM 4GB của Oppo này. Xem là con S7 và con nào nặng nhanh hơn. Đây. Mình sẽ vào đấy nhá. Nói chung là đây. Mình chưa bấm được. Đây. Mình sẽ thoát ra các bạn luôn. Đấy, con S7 lúc RAM của Oppo, nó thật các bạn, RAM của Samsung lúc nào nó hơn nhỉnh hơn thật nhiều các bạn ạ. Đấy, tùy các bạn vào luôn. Này. Các bạn so sánh với RAM, nói chung là RAM của thằng Samsung lúc nào nó vào nhanh, cái độ nhanh nó không bao giờ, hầu như nó không có độ trễ các bạn nhé. Nói chung là RAM, cái phần RAM của Oppo nó thật các bạn không có độ trễ luôn. Các bạn kích vào cài đặt này. Đấy, cái thằng Samsung S7 thì nó vào Samsung S7 thì nó vào từ lúc nào rồi. Đấy. Này, không nói quá nhưng mà nó thật luôn. Thật sự là cái RAM của nó thì nó vào từ lúc nào rồi. Đấy. Rất là nhanh. Thì góc này thì nó hơi bị lóa chút. Thì mình sẽ đây. Đấy. Đấy, cho mình phải nghiêng nghiêng này nhìn không nó lóa mất nhé. Đấy.
S7 này. Con này thì bên mình đang thanh lý gọi giá là 1.600.000. Đấy, con này chỉ mặt nó hơi nhăn nhăn một tí trên này thôi. Bên mình sẽ thanh lý gọi giá là 1.600.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 màu hồng này các bạn nghe hàng thì sớm nhất nhá. Đấy. Nhà mình thì cũng có mấy con cũ giá rẻ. Đấy, và sản phẩm là tiếp theo buổi tối hôm nay nhà mình giới thiệu bạn là chiếc sản phẩm là Samsung J737. Đấy, J737S thì nhà mình còn một chiếc nhé. J737S này. Thì bên mình còn một chiếc J737S, bên mình thì còn một chiếc. Cấu hình con J737S này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Được cái con J737S này thì là màn hình của nó là màn hình là trang bị là 5,5 inch. Đấy, 5,5 inch rất là lớn. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ hoặc là các em nhỏ mà để xem phim, nghe nhạc hoặc là nghe gọi cũng rất là ok. Mà dòng máy Z này thì pin này cũng là cực kỳ là trâu bò thôi các bạn nhé. Vỏ thì con này cũng có phải phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đây. Vỏ thì cũng có cũ phẩy theo thời gian. Con J737 này thì là bên này là bản Hàn một sim. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.300.000 nhé. Đấy, 1.300.000 thì các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung rồi. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhé. Samsung J737 đấy ạ. Đấy, 1 triệu, con này là 1 triệu gì nhỉ? 300.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J737S này các bạn hàng sớm nhất ạ. Đấy, nhà mình thì có mấy con cũ giá rẻ thôi. Đây, tiếp đến là con này là con Note 5. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con này là Samsung Note 5. Note 5 này thì mình sẽ xem cái bộ nhớ của nó nhé. Con này là bản Mỹ này, B này. B là bản SLK. SLK mới là Hàn, B là bản Mỹ này. Mình xem cái bộ nhớ nó bao nhiêu ghi. Đây. Con này 32GB. Con Note 5 này bản nó phiên bản Mỹ nhá. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Note 5 này thì là tình trạng thì còn máy còn vỏ còn độ 90%. Đây. Cũng còn ngoại hình cũng còn khá là ok. Còn 90%, máy màu gold các bạn nhé. Con này là Note 5 bản B, bản Mỹ. Thì là cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Nói chung là camera chụp ảnh thì còn khá là ok các bạn nhé. Con Note 5 này thì là tình trạng thì là máy đẹp, con này thì là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Thì tình trạng là chỉ bị cái nút home là chỉ bị hơi bị phẩy một chút thôi. Đấy. Đấy. Con Note 5 thì có hỗ trợ cái bút này. Đấy. Các bạn mà viết vẽ rất ok. Được cái là màn hình của nó là màn hình là trang bị là 5,5 inch. Các bạn mà viết vẽ hoặc là tặng các bạn nhỏ đi học cũng rất ok. Con Note 5 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.800.000 nhé. Tình trạng thì là màn đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh. À, chỉ bị gọi là hơi bị phải tí nút hôm rồi thôi. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000 các bạn nhé. Con Note 5 này. Nhà mình thì còn mỗi một chiếc để cho các bạn nhé. À, bạn nào thích thì nhanh đặt hàng sớm nhất nhé. Đấy. Thôi mình sẽ để ra cho các bạn. Đây, mình sẽ để cỏ ở đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về là con này là Samsung A8 2018. Đây ạ, con Samsung A8 2018 này thì con này là bản Hàn một sim nhé. Đấy, con này là bản Hàn một sim Samsung A8 2018 này. Con này là bản Hàn một sim. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Vỏ thì con này thì cũng có cũ phẩy theo thời gian đấy ạ. Vỏ thì con này thì cũng có cũ phẩy theo thời gian đấy ạ. Đấy. Vỏ con này thì còn cũ phẩy theo thời gian nhé. Con A8 2018 màn Hàn này, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé. Đấy, con này là bản Hàn một sim. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000. Được cái cấu hình nó RAM 4GB. Các bạn nói thật với các bạn, nó dùng RAM 4 các bạn khỏi chê luôn. Quá nhanh, quá mượt luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 bản Hàn một sim này thì các bạn nên tham liền sớm nhất. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.900.000 nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng nào sản phẩm nào bên mình, các bạn nhanh tay nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đầu mùa một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm. Mọi lỗi ABC các bạn gửi về trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình nhé, để mình sẽ sửa chữa và khắc phục cho các bạn. Nói chung là những sản phẩm Samsung Oppo này thì mình cũng có lỗi, nhưng mà tỷ lệ rất ít nhé, nên các bạn cứ mua về xài thôi cũng rất ok ạ. Mình thấy không vấn đề gì. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình còn nhà mình đây. Thì mình sẽ thanh lý các bạn cái giá là một con S9 Bluetooth này, hai con S9 Bluetooth này, ba con S9 Bluetooth này và bốn con S9 Bluetooth. Đấy.
Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được 4 cây S9 Blue nha các bạn nhá. Đấy, 4 cây S9 Blue. Đấy. 4 cây S9 Blue này. Tất cả đều là bản Hàn. Đấy. 4 cây này của nhà mình này. 4 cây này của nhà mình này đều là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Đấy. 4 cây này nhà mình đều là bản Hàn, 2 sim 2 sóng, mình đã lên 2 sim cho các bạn rồi. Thì các bạn có thể là về lắp 1 sim vào mạng. Đấy. Lắp 1 sim vào mạng và 1 sim gì nhỉ? Lắp 1 sim vào mạng và 1 sim coi như là gì nhỉ? 1 sim vào mạng, 1 sim nghe gọi. Cũng rất là ok nhá. Còn S9 Blue này thì là gì nhỉ? Đây. S9 Blue đấy. Sorry các bạn nhỉ. Mình vừa bận một tí đây. 4 cây S9 Blue này là đều là bản Hàn hay sim. Tất cả con 4 con này nhà mình đều là màn hình đẹp nhé. 4 cái này nhà mình đều là màn hình đẹp. Đấy. 4 cây đều là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. 4 cây này tất cả đều là màn hình sáng đẹp nhé. Đây. Toàn màn hình sáng đẹp. Không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đây, S9 cộng. Này, màu đen. Con này màu đen, đấy, màu đen bóng rất là đẹp này. Đây, mình sẽ lắp cái sim. Đây, cái sim này. Đây, cái sim này. Chắc không phải cái sim của nó, nhầm cái sim của nó. Nó bỏ tất cả sim villa ra đấy. Nhầm cái sim. Đây, cái sim của bạn ấy mình vừa rút nhầm. Sim villa là có mấy chiếc thôi mà. Thôi lượn, tủ lượn. Đây, nhà mình về được này xanh, đây là màu xanh nhé. Nhất trên một lúc màu xanh, hai cây màu xanh này và một cây màu tím này. Đây, đây một cây màu tím khói này. Một cây màu tím khói này và một cây màu đen bóng các bạn nhé. Đấy, toàn là máy đẹp nhé, toàn đẹp giờ 90/90%. Đấy, con này toàn đẹp từ 90/90%. Ba cây S9 Blue này thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình của nó. Đấy, cấu hình của nó sẽ giới thiệu qua về thông số kỹ thuật cái cấu hình của nó nhé. Đấy, S9 Blue này thì là màn hình của nó thì là màn hình là 6.2 inch nhé, màn hình tràn viền 6.2 inch nhé. Đấy. S9 Blue màn hình tràn viền 6.2 inch. Con này thì là nó bo tròn các góc này. Các góc được bo tròn cạnh rất là đẹp. Đấy. Các góc bo tròn các bạn cầm rất là, thứ nhất là chắc tay và thứ hai là chắc chắn lắm. Nói chung là đẹp lắm. Đây. Con này tính năng là vân tay này. Của nó là hai camera này, một đèn flash này. Và đây là hỗ trợ flash đây này, vân tay này. Mở khóa thì có khuôn mặt này, vân tay và mống mắt này, rất nhiều tính năng. Màn hình con này thì là màn hình con S9 Blue của nó là màn hình độ phân giải của nó là 2K cộng nhé. Đấy. Độ phân giải màn hình của nó là 2K cộng. Đấy, các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời. Đây các bạn quay phim này, quay video thật quả phải chê luôn. Đây các bạn vào chế độ full màn hình này. Ui giời, quá nét luôn. Này. Kích thước hình ảnh này. Độ phân giải của nó này. Đây 16:9 đấy. Nói chung là nét lắm. Đây quay video đây. Nói chung độ phân giải đây. Con này là có quay video của nó là quay video của nó là gì nhỉ? Quay 2K. Quay của nó quay 2K này này, Ultra HD này. Đấy, Ultra HD thôi các bạn quay. Mình sẽ quay các bạn xong video cho các bạn. Đây. Đấy các bạn quay này. Quá sắc nét luôn. Các bạn quay video con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Con S9 Blue này thì khỏi phải chê luôn. Đấy. Quá là đẹp luôn, quay camera nó thật với các bạn quá sắc nét nhé, cực kỳ là đẹp. Còn trước đẹp keng luôn các bạn ạ. Đấy. Ba cái này đẹp, còn 90/90%. Cái cấu hình của nó thì là pin con này thì là pin 3500 nhé, con S9 Blue này là pin 3500. Màn hình của nó là 2K, nó là siêu phẩm một thời,
nói chung là 30 triệu, gần 30 triệu đấy. Đấy. Bản Hàn mình đã lên 2 sim 2 sóng rồi. Thì nó xem mình xem Android chạy Android mấy nhá. Đây. Đây. Và đã chạy được dậy là Android 10 các bạn nhé. Bọn này lên được Android 10 hết rồi. Cấu hình có nói là RAM 6GB nhé các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB. Đấy, bọn này là toàn là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Bốn cái này như toàn là RAM 6GB sao? Toàn là 64GB hết. Đấy. Nói chung là bọn này các bạn mua dùng này ít lỗi lắm, thì lại lỗi rất ít nhé. Đấy, toàn Android 10 hết. Toàn RAM 6GB. Nhét chim vào nút. Được cái là chip con này là chạy chip Exynos các bạn nhé. Exynos là 9810. Camera của nó thì là camera của nó là gì nhỉ? 12 megapixel đấy. Nét, nói chung là nét. Được cái màn hình của bọn Samsung này thời đời đầu nó quá đẹp luôn. Màn hình đẹp không ám bộ. Con S9 Plus này thì bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ. 5.500.000 các bạn nhé. Đấy. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Của nó tất cả bên mình là đều là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Máy này thì mình nhập nguyên chiếc bên Hàn Quốc về. Đều là các bạn yên tâm về chất lượng và sản phẩm này. Nhà mình thì có màu đen này và màu xanh này. Đấy, màu đen, màu xanh này. Này. Màu đen, màu xanh và màu tím này. Đấy. Ba con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.500.000 nhé. Đấy, ba con S9 Plus này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 5.500.000. Đấy. Con này thì cũng có tính năng gõ vào đây có màn hình. Còn con này thì là vỏ bị phải phải đôi chút nhé. Con này thì là vỏ phải phải đôi chỗ thôi. Đây. Con này thì là vỏ phải phải mỗi chỗ này thôi. Đấy. Con này thì mình sẽ bán với giá là 5.400.000 nhé. Đây. 5.400.000. Máy màu xanh rất là đẹp đấy. Đấy. Nhặt chỉ một lút dùng sướng lắm. Nói chung con này nó cầm nó không to quá, nó không nhỏ quá, cầm rất là chắc tay. Các bạn mua về tặng cho các bà xã hoặc là các chị em phụ nữ dùng loại này thì tuyệt vời luôn nhé. Đấy, S9 Plus đi ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus này, các bạn đặt hàng mình sớm nhất nhá. Đây ạ, liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và tối là đến 9 giờ tối các bạn nhé. Đây. Đấy. Đây. Và sim villa vào mạng này, sim villa vào mạng thì nhà mình hôm nay về được nhà mình thì có 3 chiếc nhá. Thì mình chủ yếu sim villa này thì mình bán ở cửa hàng thôi. Sim villa vào mạng này thì bên mình đang bán với giá là 350k. Sim villa này vào mạng cả năm nhé. Các bạn cả năm này không phải phát sinh 1.000 nào nhá. Đấy. Sim villa 4G vào mạng cả năm thì bên mình là nói chung là mình cũng đang xài sim này, tốc độ rất ok. Tất cả đều là sim 4G vào mạng cả năm. Đây, sim 4G vào mạng cả năm. Các bạn chỉ phải mất giá là 350k, các bạn không phát sinh thêm 1.000 nào nhá. Bạn nào thích mua máy có thể là liên hệ trực tiếp mình, hoặc là mua sim các bạn phải đặt sim nhé. Sim không thì mình cũng ship, các bạn mua máy không thì mình cũng ship kèm theo máy cho bạn nhé. Đấy. Đây, và tiếp đến là con này là con LG G7. Đấy, buổi tối ngày hôm nay là mình về con LG G7 thì mình sẽ xem thông số LG G7 này. Này. LG G7 thì hôm nay nhà mình về được một chiếc màu gì nhỉ, màu hồng này nhá. Hôm nay thì về một chiếc màu hồng LG G7 này. Các bạn mua về tặng các bạn chị em phụ nữ hoặc là bà xã rất ok. Và các bạn nam dùng cũng rất ok nhé. Con này màu mận chín này, màu mận chín rất là nam tính nhé. Đây, màu mận chín rất là nam tính. LG G7, LG G7 thì là màn hình của nó thì là màn hình là 6.1 inch nhé, màn hình tràn viền 6.1 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Cấu hình con LG G7 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là bản Hàn các bạn nhé. Máy Hàn, một sim một sóng. Đấy. Con này là LG G7 Hàn, một sim một sóng. Thì là những dòng máy LG G7 của Hàn Quốc này thì sẽ hỗ trợ là cái chip âm thanh ấy. Chip âm thanh các bạn mà nghe nhạc ấy, nó thật với các bạn, nó thật thứ nhất là trong và thứ nhất là rất là hay nhá. Đấy, con này là chạy chip Snap 845x8 nhân các bạn nhá. Chip con này là chạy chip Snap 845x8 nhân. Đấy, thì con này thì là máy đẹp keng, leng keng xả beng luôn này. Đấy, đẹp từ 90% trên 90%. Đấy, nói 99% thì nó hơi quá. Nói chung là đấy, các bạn này lướt qua sử dụng rồi nó chỉ, mình chỉ đảm bảo với giá là 90% trên 90% các bạn nhé. Đấy. Con LG G7 này các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là chị em phụ nữ, người yêu rất ok. Đấy, con này thì bên mình đang bán với giá là 3.300.000 con LG G7 này nhá. Con này là máy còn nguyên zin, nguyên áp suất các bạn nhé. Con này thì có máy còn nguyên zin, nguyên áp suất cho các bạn này. Đây. Máy nguyên zin, nguyên áp suất cho các bạn này.
Đấy, LG G7. Nói chung là các bạn màn hình của nó 6,1 inch. Thì các bạn dùng cầm nó sang lắm, nhỏ gọn, rất là thích ạ. Đấy. Đấy. Bên mình đang bán các bạn giá chỉ phải giá là 3.300.000 thôi. Đấy, dùng rất là sướng LG G7. Nói chung là sướng lắm, máy zin áp suất các bạn đi mưa đi gió rất ok các bạn nhé. Đây, và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 3 cây Samsung S8 này. Đấy, S8 nhỏ, hôm nay nhà mình về 3 cây. 3 cây này thì là máy còn đẹp quá này. Đây. 3 cây S8 nhỏ này thì là 3 cây này đều là cũng là đều là bản Hàn. 2 SIM 2 sóng đấy. 3 cây S8 này là 3 cây S8 nhỏ, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Máy đẹp keng nhé. Đấy, 3 con này là máy đẹp keng. 90 trên 90%. Đấy. Con này thì là còn zin áp suất luôn nhé. Ba cây này thì là còn zin áp suất, còn chống nước. Đấy, các bạn đi mưa đi gió cực kỳ ok. Cái bọn S9 Plus thì cũng thế nhá. Đấy. Ba cây này, một cây này là cây mận chín này. Và cây này thì là cây màu nói chung là xanh xám này. Xanh xám, và một cây này là màu đen bóng nhá. Đấy, ba cây S8 này. S8 thì mình soi sơ qua cho các bạn. Đây, S8 của nó thì mình cũng nói sơ qua về cấu hình của này. Ba cây này đều là mà bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Máy còn là nguyên zin nhé, nguyên zin luôn. Ba cây này thì là máy tất cả là ba cây này là màn hình tất cả đều đẹp. Đấy, không ám ố hay không lưu ảnh gì, ba cây này. Tất cả đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đây ạ. Đấy, máy nguyên zin nguyên bản. Thì là màn hình con này S8 ấy, còn màn hình con này thì là màn hình là tràn viền 5,8 inch các bạn nhé. Đấy, màn hình tràn viền 5,8 inch. Đấy, màn hình tràn viền 5,8 inch. Thì là con này là chạy chip Exynos 8 8 95 x 8 nhân. Con này của nó dung lượng pin của nó là 3000, có sạc nhanh và hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Cấu hình của nó thì là mình sẽ xem cấu hình của nó nhé. Đây. Cấu hình của nó là RAM, con này là RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. Đấy, RAM 4 bộ nhớ 64. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64. Đây. Nói chung là những sản phẩm mà siêu phẩm của Samsung này thì các bạn khỏi phải chê luôn. Đây, camera khỏi phải chê, đẹp kinh người luôn. Đấy, màn hình nó độ phân giải 2K mà. Đây, màn hình độ phân giải 2K thì các bạn khỏi phải chê luôn. Các bạn vào video, các bạn kích vào full đấy, full quay màn hình full quá đẹp luôn. Các bạn vào chỉnh cái độ mà độ phân giải của video đây. Các bạn kích này. Đây, các bạn kích QHD này. Phân giải 2K các bạn quay thật thật với các bạn. Khỏi phải chê luôn. Đấy. Đây. Quay video đây, 2K khỏi phải chê luôn nhá. Đấy. Con này thì là 5,8 inch. Con này thì cầm thì cực kỳ là nhỏ gọn và chắc chắn nhá. Đây, ba con này thì là máy đẹp keng. S8 nhỏ đấy. Đây. Máy đẹp keng. Bọn này còn đi mưa đi gió rất ok. Đây. Máy màu đen bóng đẹp này. Đấy. Được cái thì là màn hình là độ phân giải 2K, các bạn dùng nó thật được, các bạn quá là đẹp luôn. Các bạn xem phim thì khỏi phải chê luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. À, và giá ba con Samsung S8 này thì bên mình đang thanh lý bằng giá là 3.800.000 nhé. Ba con này thì bên mình đang thanh lý bằng giá là 3.800.000. Máy Hàn zin đẹp keng, 2 SIM 2 sóng, bên mình đang thanh lý bằng giá 3.800.000. Nhà mình thì có 3 cây nhá. Đấy, một con màu mận chín này, và con này là con màu đen, còn con này là màu xanh xám. À, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này, mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc các em nhỏ thì các bạn nghe hàng sớm nhất. Và thì còn lót 8 này. Lót 8 thì mình cây, mình thanh lý lốp cây lại cho các bạn đi. Đây. Đây ạ. Lót 8 thì nhà mình còn một cây các bạn nhé. Đây, lót 8 thì cũng là màn hình con này là 6,3 inch, tràn viền 6,3 inch. Đấy. Con lót 8 này màn hình cũng là tràn viền 6,3 inch. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB nhá. Đấy. Đấy, con này cũng là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con lót 8 này thì nhà mình còn một chiếc. Đấy. Đây. Hình thức còn 90 trên 90% con lót 8 này. Đấy, cái này cũng khá là đẹp. Đấy. Màn hình là tràn viền 6,3 inch, con này thì các bạn cũng không đã rõ rồi. Đấy. Đấy. Màn hình con này cũng khá là đẹp nhá. Gọi là chỉ hơi các bạn nhìn kỹ hồi nhẹ thôi. Các bạn nhìn kỹ gọi là hơi nhẹ thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là gì nhỉ? 3.900.000 nhé. Đấy, con Samsung lót 8 này. Đấy, phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Đấy, lót 8 đấy ạ. Đấy, lót 8 thì hỗ trợ boot. Đấy. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng.
Và làm thích sản phẩm Samsung Lot 8 này tặng ông bà bố mẹ người thân này các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thành lý mọi giá là 3.900.000 Samsung Lot 8 đấy ạ. Đấy, cùng mình. Còn con Oppo này thì A52 này thì nhà mình thì mai mới bán được các bạn nhé. Thì mai mình sẽ level cho các bạn. Đây ạ. Mai mình bán được đấy. A52. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video của mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và lại clip lần sau các bạn nhé.